Hi, xin chào các bạn. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách turn off WebRTC và những cái preference khác tùy theo ý các bạn. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn change window, change frame ở trong Selenium. Đầu tiên mình phải nói trước change window là cái gì. Đây, những thằng này nè, là những window, những cái tab đúng không? Còn frame là cái gì? Mình thử đi, mình thử tới một bài. Giả sử lập trình CSS căn bản lên, hơi chậm xíu, mở lên. Đó. Ở đây thì những cái thằng được nhúng vào như thằng YouTube player nè, nó chính là một frame. Bạn có thể nhấp phải do nó, bạn kiểm tra phần tử HTML. Mình kéo lên cho bạn thấy đây, cái iframe nè chính là cái thằng YouTube ha, iframe thì chính là thằng YouTube. Thì thường nó sẽ có ID, thì mình sẽ đi từng bước đi ha. Bình thường á, nếu như các bạn giả sử các bạn muốn nhấn vào một cái chữ YouTube bên trong này nè, bạn muốn nhấn vào YouTube bên trong này nè, bạn nhấn không có được. Bạn dùng Selenium bạn nhấn bạn tìm không có ra, tại vì bản chất cái thằng iframe này nó load sau, nó không có load trước. Nếu mình F5 là các bạn sẽ thấy là không phải nó có liền nè, nó load sau đúng không, nó sau cái website. Thành ra Selenium nó chỉ lấy những thằng mà khi website load là load, sau đó không load được. Để mà làm được chuyện đó các bạn phải dùng thủ thuật ha. Mình sẽ đi từng bước nào cho ra sau. Rồi thì bản chất frame trong HTML là cái đó đó ha. Ok, để change frame được trong Selenium thì mình sẽ đi vào trường hợp đầu tiên đi ha. Một trường hợp đầu tiên là tại sao mình cần change frame. Đây, copy paste. Cụ thể đoạn code nè, nó sẽ vào cái đường dẫn này. Thao tác Excel bản chất thì giống nhau thôi, tại vì mình muốn đụng tới cái thằng YouTube layer á, có iframe á, mình tìm tới thằng có cái ID là YouTube layer. Có phải là bạn này không? Để cho phần tử đây, YouTube layer ID nè. Giờ đây mình sẽ ngưng nó, mình muốn nhấn vô bạn này nè, điểm cho phần tử đây. Mình muốn nhấn vào cái nút YouTube này để nó đi qua cái video bên YouTube. Mình muốn là như vậy. Được chưa? Bản chất là mình muốn là như vậy. Thì mình thấy bạn này thằng này thì class chắc lấy không được, ID cũng không có. Thôi, ID bằng 6 luôn nè, chắc là lấy được á. Nhưng bây giờ mình thử dùng XPath đi để đảm bảo là lấy được. Đây chính là đoạn có đó. Mình dùng CSS selector, cái kẹo luôn ha. Rồi sau đó mình lấy ra mình lít. Thì theo lý cái đoạn code này nó sẽ vô đường dẫn này, tìm tới cái đoạn YouTube player này để mà phát video. Sau khi phát video xong mình sẽ thực hiện nhấn vào cái chữ YouTube này nè để đi qua cái đường dẫn YouTube. Bây giờ chúng ta xem thử thằng này nó chạy như thế nào nha. Đơn giản mà, Selenium dễ lắm. Làm thì không khó, tìm hiểu đó mà chạy được nó ngon lành thì là một chuyện khác. Rồi, mình sẽ mở lên cho các bạn coi ha. Bấm kéo vào đây. Đây, cùng xem. Vô bài thao tác với Excel. Rồi sau đó làm gì? Nó nhấn chạy video, đó biết được rồi. Nhưng chết. Rồi, rõ ràng là nó đã lít cho video chạy rồi. Bạn thấy có âm thanh đàng hoàng, nhưng mà vô đây nó báo lỗi nè, không thể xác định được thằng element này, không xác định được. Ông vô lý vậy. Rõ ràng mình inspect element, mình kiểm tra phần tử mình thấy nó mà, vậy sao không xác định được? Bởi vì thằng đó nó nằm trong cái frame, trong cái frame bạn xác định không ra đâu. Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Tiếp tới đoạn code mẫu thứ hai lúc này ha. Đây mình lấy nguyên đoạn code mẫu lớn đi, copy ha, về. Rồi, từ đây nào. Đầu tiên mình navigate tới không có gì. Mình lấy ra cái iframe đó, YouTube player là này, mình click nó để cho chạy. Ok, không vấn đề gì luôn. Tiếp tục, mình thực hiện thêm một đoạn này nè, quan trọng là chỗ này nè. Ở dưới mình làm vẫn y chang rồi hả? Mình chỉ thêm một đoạn duy nhất này thôi. Khi mình click vô mình ok rồi, mình switch to. Mình chuyển sang cái frame này là cái YouTube player. Tức là bạn có thể hiểu bình thường khi bạn đang thao tác là bạn thao tác trên cái HTML lớn, trên HTML lớn. Còn khi mà các bạn muốn đi vào thằng bên trong này, thằng iframe này giống như một website nhỏ riêng vậy đó. Bạn muốn thao tác gì với nó, bạn phải đi vào bên trong đó, bạn chuyển qua, bạn sử dụng đó. Đó, thì bạn switch to, chuyển qua là được. Ok. Rồi bây giờ mình thêm mỗi đoạn đó thôi. Bây giờ xem thử chạy được hay không nè. Cho line nhỏ lại để nó không khỏi lớn quá. Đây. Mình sẽ mở thằng này lên. Để xem nó chạy nha. Đấy chưa? Nó qua được rồi kìa. Thì tức là click thành công đó. Nó làm đúng chưa? Rồi. Thì change frame là như vậy, bạn hoàn toàn có thể làm tương tự với chuyện change window, change đủ thứ ở đây ha. Bạn có thể thử với những cách này thế này, bạn có thể tự thử. Ok, bạn hãy change cửa sổ bằng cách như thế này, bạn tự thử luôn đi, mình tập trung vào phần chính thôi. Rồi, ok, qua bài này mình đã hướng dẫn các bạn về chuyện chuyển frame trong Selenium. Mình chắc chắn với các bạn khi các bạn làm tool các bạn sẽ gặp vấn đề ở thằng này nhiều lắm, nhưng đây là cái thứ mình giúp các bạn giải quyết vấn đề đó. Rồi, bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn upload file trong Selenium. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập, thử thách, không ngại khó. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta cùng chạy ví dụ nha. Ở cái dòng này là sử dụng ký tự đặc biệt để xuất dòng. Ở dòng này là sử dụng lệnh in ra màn hình.